các miền, ba miền về đây nơi đất Hà Nội. Thì chị là Lê Thị Hồng My, chị là Đắk Lắk. Nhưng mà hôm nay chị về là rất là vui và rất là khỏe mạnh, tại vì có tinh thần rất là vững chắc. Còn hồi nãy chị có rơi tiền nhưng mà băn khoăn không biết tiền mình có mất không, nhưng hôm nay có hòa rồi thì tiền chị vẫn còn. Chị có thêm một niềm vui nữa, chị muốn là chúc mừng cùng chiến thắng. Chưa, nghĩa là tiền này vẫn hỏi chị ra, chị làm tiền từ sáng đến giờ được bao nhiêu tiền? Chưa có tiền lại, không có đồng nào. Không có đồng nào, thế thì mời chị về chỗ ạ. Không, ý là chị nói là sáng giờ chị đang tập trung vào công việc của chị để thành công và kiếm 1 triệu. Thế nghĩa là tiền này thì chị làm ở Tây Nguyên hay chị làm rồi chị làm tiền này? Tao thì là Tây Nguyên nhỏ xíu à. À, tiền là Tây Nguyên đúng không? Tiền này là rồi, ok, cảm ơn chị. Chúc chị sẽ trở thành triệu đô. Vâng, ok. Đấy, công tiền cái này nhảy từ lên đây nhảy xuống luôn. Sướng chưa? À, chị ấy vừa có một cái thu hoạch, một cái số tiền cũng rất là khá, 1.255.000 đồng. Đó, nhưng chiều ngày hôm nay chắc chắn tôi khẳng định rằng trong quý cô bác các anh chị ở đây, trong đó bao gồm cả tôi, người nào mà may mắn thì tôi khẳng định luôn chắc chắn chúng ta sẽ được sở hữu trọn vẹn nhé, sở hữu trọn vẹn luôn nhé, một số tiền chắc chắn không nhỏ và đủ để chúng ta có thể là kích hoạt một mạng. Và nếu như năm sau đến giờ này có khả năng chúng ta sẽ sở hữu được khoảng 1 triệu đồng. Chúng ta có hào hứng với chương trình chiều nay không ạ? Thế giờ này các bạn cho tôi xem tiền các bạn đã có bao nhiêu rồi. Muốn đi làm tiền thì chơi phải có tiền ạ. Đâu, giơ lên, chúng ta giơ lên nào. Ai không có tiền giơ tay, bởi vì nhiều người có tiền nhiều quá. Ai không có tiền giơ tay. Chúng ta bỏ tay xuống, ai không đang không có tiền giơ tay. Ôi, chúc mừng cho Nhung. Tôi đoán không nhầm là ở Nhung nó rơi vào khoảng cỡ khoảng 20 tờ 100 nghìn và khoảng cỡ khoảng 50 tờ 500 nghìn. Rồi, ok. Vâng. Rồi, được rồi. Ok, chúng ta bình tĩnh nha. Tiền chúng ta càng nhiều thì chúng ta có khả năng cơ hội thắng càng lớn. Cũng như là nếu như mà chúng ta chỉ có sở hữu một gói 1.000 thôi thì cái cơ hội chúng ta sở hữu coin nó sẽ ít hơn là cái gói 25.000, đúng không ạ? Và sắp tới đây là kỳ đất nước và chúng ta đặt ra một số cái gói lớn thì gọi là cực kỳ lớn. Và tôi biết rằng ở đây có một số người, hồi nãy ngoài kia tôi thấy có một số anh bảo chuyến này đi vừa cho 15 triệu cầm vào chơi hết. Chiều hôm nay sẽ có người không có tiền để đi xe buýt, nhưng mà tôi khẳng định luôn chắc chắn sẽ có người sử dụng rất nhiều. Rồi, ok, thế thì vừa rồi chúng ta đã được giao lưu. À, trong một cái màn nhảy đầu tiên chúng ta có thấy mệt không ạ? Ai có chưa thấy ạ? Ai thấy mệt ạ? Ai thấy mệt ạ? Ai thấy khỏe chưa thấy ạ? Ai thấy mệt bỏ tay xuống. Rồi, ok, thế buổi sáng hôm nay là chúng ta đã được thoải mái với nhau đúng không ạ? Vui vẻ với nhau rồi. Và giờ này tôi muốn hỏi một chút nhà, hỏi anh này là anh Giáp đúng không? Đội trưởng đây là của đội 6 đúng không? À, cho xin hỏi anh là 2, 4, 6, cái người chỉ đứng thứ 6 thì là gì? À, không được cả nhá, trừ một điểm, trừ được 6 một điểm. Ok, không hỏi nữa, trừ được 6 một điểm. Đội trưởng cũng nhân danh của trong đội viên mình là không được rồi. Và buổi sáng hôm nay thì chúng ta đã gần gũi nhau hơn, thân thiết nhau hơn. Bởi vì ở ngoài kia thì chúng ta mỗi người có một công việc riêng, chúng ta có một gia đình riêng. Chúng ta sống ở trong một cái vùng miền khác nhau, văn hóa khác nhau, chắc chắn là cái tình của chúng ta khác nhau. Nhưng buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã về, đã quy tụ về đây. Ngoài cái chuyện chúng ta được hợp tác tập đoàn Chuyên Tách ra thì chúng ta còn nằm trong một cái ekip, trong một cái đội nhóm đang rất đùng mà những toàn Việt Nam chúng ta, đó là Chuyên Coi Triệu Đô. Trong buổi sáng ngày hôm nay tôi biết có khoảng trên 90% các anh các chị ở đây là chúng ta đang rất là nhiệt tình, hết mình với anh em, hết mình với đồng đội, hết mình với đội nhóm, hết mình với ban lãnh đạo của Chuyên Coi Triệu Đô. Đặc biệt rất là biểu dương những cái người lớn tuổi. Đó, bác U70 rồi là sắp 70 là chúng ta rất là nhiệt tình. Nhưng thực sự thẳng thắn phê bình là các bạn trẻ, ở đây có một số bạn trẻ là 9x, chúng ta chơi hết mình. Và gần như là hết đến cuối buổi rồi, có một số người là khi mà ở trên này huấn luyện viên chúng tôi nhắc nhở thì bắt đầu các bạn mới ra thả cái giày cao gót đi.
nghĩa là chúng ta chơi chưa hết mình. Và tôi cũng chia sẻ tất cả các anh chị các bạn, ngày mai là một cái buổi sáng trải nghiệm rất là nhiều cái game mà sẽ giúp cho chúng ta gắn kết với nhau hơn. Và cái qua trải nghiệm đó, nếu mà chúng ta qua được những cái game đó thì tôi khẳng định luôn, chúng ta sẽ trở thành những chiến binh thực sự trong cái lĩnh vực tiền kỹ thuật số trong một thời gian không dài. Và chắc chắn ở đây, cơ hội chúng ta sở hữu hàng triệu đô nằm trong tầm tay tất cả các anh chị các bạn. Nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn mang cái tâm thái đó mà chúng ta đi ra để chúng ta thực hiện những cái game của ngày mai, thì tin chắc chắn các bạn sẽ là những người thua chắc chắn. Cho nên buổi chiều ngày hôm nay, để chúng ta được đón nhận cái kiến thức tốt nhất, kiến thức chuẩn nhất của tập đoàn Stake qua một cái lời chia sẻ của thủ lĩnh của chúng ta, thì tôi muốn bây giờ chúng ta thể hiện nét văn hóa. Đầu tiên tôi muốn tạo điều kiện cho chúng ta nét văn hóa riêng của từng đội nhóm chúng ta đã, đó, từng tổ chúng ta đã. Sau đó chúng ta sẽ hô câu khẩu hiệu chung xuyên suốt quá trình đào tạo chúng ta trong hai ngày ở đây. Ok chưa? Đầu tiên là dành cho đội thứ ba đây. Chúng ta có một phút. Anh ơi! Đem cho chúng ta đâu? Đem cho chúng ta. Tuyệt vời. À, chúng ta có một người thủ lĩnh rất là tốt, thủ lĩnh tinh thần rất giỏi, nghĩa là một mình anh rất là giỏi. Nhưng mà với cái tinh thần tập thể như thế này thì chúng ta chiến thắng được không? À, cái lúc mà cái này là trừ tiếp rồi thứ ba điểm nữa. Bởi vì sao? Lúc chúng ta hô đội trưởng đứng đây hô thì bạn gái đứng gần nhất đây tay vẫn cứ che vào cái mũ, không biết là giữ con gì trong đây. Cái mũ đang ngồi trên đầu em, xin các bạn đang đội mũ chúng ta cắt mũ và biến về sau. Thì tôi xin coi chúng ta hô cái gì ạ? Tôi xin coi chúng ta hô cái gì ạ? Ok, chúng ta làm luôn nhá. 1, 2, 3, xin coi. Xin coi. Chia sẻ những kiến thức tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất. Và với những kiến thức này chắc chắn sẽ là hành trang để tất cả chúng ta có thể thành công được trong lĩnh vực này. Và ngay bây giờ đây, xin mời tất cả các anh chị em, chúng ta hãy dành một tâm thái tốt nhất, những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất, lớn nhất để đón chào đến đây lời chia sẻ của chủ tịch của Sinh Cơ Triều Đô Ấn Phúc. Muốn không ạ? Muốn. Từ sáng giờ nhảy mỏi chưa? Nói thật. Chưa mỏi à? Mỏi thật chưa? Bây giờ nhảy một nửa tiếng nữa được không? Được không? Ok, bây giờ tôi sẽ có một trò chơi. Ai muốn mình là người chiến thắng? Ai muốn bạn mà không bao giờ muốn rời xa mình ấy, có nghĩa là cái người bạn rất thân của mình, ngay cả đây thôi nhé, có thể là người bạn ấy chưa bao giờ gặp bao giờ, nhưng mà ngày hôm nay anh chị muốn là cùng với một người bạn nào đó của mình ở đây sẽ giành chiến thắng ở ngày hôm nay. Muốn không? Muốn không? Ngay bây giờ chúng ta sẽ không phân biệt đội nào với đội nào cả. Chúng ta hãy đứng cạnh cái người bạn đó của mình và xếp thành một hàng, một vòng tròn thật lớn và tôi sẽ đứng ở giữa, được không? Được không? Hãy đứng cạnh cái người bạn mà không bao giờ muốn rời xa của mình ấy và xếp thành một cái vòng tròn đi, xếp một vòng tròn đi, xếp thành một vòng tròn đi. Nhưng cũng có thể là 500.000. Anh chị nào mà cầm càng nhiều tiền ở tay thì càng có cơ hội chiến thắng cao. Rồi tất cả chúng ta hãy rút cái tờ tiền mà chúng ta thấy quý nhất của chúng ta ra. Đừng quan trọng nó là tờ bao nhiêu, vì tờ càng to thì số seri cộng sẽ càng nhanh. Càng nhiều tờ thì số seri cộng sẽ càng nhanh, càng có cơ hội chiến thắng lớn. Rồi tất cả các anh chị hãy giơ tờ tiền của mình lên nhá. Rồi ai có tờ tiền mệnh giá 1.000? Tôi nhiều tôi thế nhỉ? 1.000 đâu 1.000 đâu ạ? Mỗi một tờ ạ. Rồi chị sẽ có bao nhiêu tờ trong trò chơi này? 6-7 tờ.
rất tốt. Chị có bao nhiêu tờ? Chị có bao nhiêu tờ? 20 mấy tờ, và chị quyết định sẽ dùng mấy tờ để đọc với những người này? Chơi hết. Chơi hết à? Thế thì ai mà muốn chơi hết thì hãy móc hết tiền ra nhé. Đâu ai chưa có? Chơi anh. Em ưu tiên em, cho nên em đang lên sân khấu. Đây là ưu tiên người này đầu tiên nhá, sẽ không bao giờ có sự ưu tiên nữa. Rồi tất cả anh chị hãy sơ cái tay kia thì tầm người bạn của mình. Rồi ạ. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị. Hãy nhớ đó, hãy nhớ một dãy số suy trong một đồng tiền của các anh chị. Các anh chị nhá, hãy nhớ đó. Hết giờ, giơ tiền lên, tay kia tầm người bạn của mình. Các anh chị có muốn cùng người bạn của mình chiến thắng không? Có không? Có. Tất cả những ai mà đang cầm tay nhau thì sẽ quản tù tì với nhau. Ai mà thua thì sẽ phải đưa tiền cho người chiến thắng. Anh chị hiểu chưa? Anh chị hiểu chưa? Ai mà thua thì sẽ đưa tiền, số tiền mình đang cầm cho người chiến thắng. 1, 2, 3 thì hai cái người đang cầm tay nhau quản tù tì với nhau này. Chuẩn bị. Chuẩn bị ai? Tất cả những người nào chiến thắng cầm tiền của đối phương thì sẽ ngay lập tức chạy lên trên sân khấu. Các chị nhá, còn người nào mà thua không có tiền nữa thì bỏ lại dưới bộ này. Chuẩn bị, tôi có 1, 2, 3 để bỏ tù tì nhá. 1, 2, 3 ra, được chưa? 1, 2, 3. Chuẩn bị, khi nào tôi hô 1, 2, 3 thì ra. Và các anh chị nào mà thua cuộc
thì tự động lên trên số đông người trên kia. Đưa tiền đã lên. Anh chị nha. Đưa tiền đã. Chuẩn bị. 1 2 3. Lấy hết số tiền. Lấy hết số tiền. Lấy hết. Đinh lại, đinh lại, hai người đinh lại. Lấy hết. Rồi trước khi mà các anh chị quản tổ tì hãy bắt tay người bạn của mình đi làm. Yeah. 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 Thì anh sẽ là người chạm hai.
Anh chị hiểu chưa? Hiểu. Anh chị nhớ nha. Bánh kẹo kiểu hoàn thôi. Hoàn gì? Anh bà hiểu. Chúng 2 triệu con chú luôn. Hoàn gì? Báo lên. Để đi xô ảnh nhau. 1, 2, 3. Cảm ơn tôi tí nhá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đúng không ạ? Có may mắn.
đó, nhưng cũng không thể nói về vấn đề anh ấy không có trí tuệ được. Anh ấy có chiến thuật và chiến lược của anh, đúng không anh chị? Tại sao anh ấy lại không dơ thẳng ra như thế này mà anh ấy để? Tại sao chúng ta? Vì anh đến là chiến thuật của anh ấy, đó là trí tuệ của anh ấy. Vậy tất cả mọi sự chiến thắng đều có lý do. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải chiến thắng. Và điều quan trọng hơn cả đó là anh ấy khiến anh ấy xứng đáng điều đấy. Đúng không anh chị? Đúng. Đúng không ạ? Đúng. Và một tràng pháo tay cho tất cả các anh chị. Trong vòng 15 phút chơi, anh Thiêm có hơn 10 triệu. Nhanh không ạ? Nhanh không anh chị? Nhanh. Nhanh. Xứng đáng. Đúng không ạ? Nhanh nhưng không thuộc về. Và cũng chẳng nhận gốc của anh. Đúng không ạ? Đúng. Nó là cơ hội mà anh Thiêm quyết định nắm lên nó. Vì có những người vừa bảo với tôi là không còn tiền, hoặc là còn ít tiền, không thể đủ để bảo vệ cơ hội được. Đó. Vậy tất cả những người đấy hãy trân trọng cái cơ hội trước đó của mình. Vì lúc đầu tôi tin được tất cả các anh chị ở đây thấy rằng rất bình thường khi mình hoàn tụ tiền được. Không bao giờ để hết tâm huyết vào hoàn thành được. Đúng không ạ? Đó. Không bao giờ dùng trí của mình để hoàn tụ tiền ngay từ lần đầu. Nhưng khi mà mình đã đứng lên trên rồi thì mình mới nghĩ là nhớ đâu. Mình cẩn thận một tí thì mình sẽ là người đứng ở dưới kia. Đúng không anh chị? Đúng rồi. Và anh Thiêm nhanh như vậy. Đó. Vậy thì tất cả cơ hội đến với anh chị đều phải cân nhắc nó. Và ngày hôm nay tại sao khi mà tôi lại đưa trò chơi này vào, có rất nhiều người thân của tôi ở đây, người bạn của tôi ở đây đã biết trò chơi này. Và nó có rất nhiều ý nghĩa. Tại sao tôi lại đưa trò chơi này? Thì một mục đích duy nhất, đó là ngày hôm nay anh Thiêm đã kiếm được tiền chính đáng, có may mắn, có sự hỗ trợ và có trí tuệ. Và có rất nhiều người ở ngoài kia cũng có được điều đấy nhưng không có sự may mắn, đó là đứng ở trong môi trường này để có cơ hội như vậy. Đúng không anh chị? Đó chính là tài chính. Đó chính là cuộc chơi về tài chính. Từ khi mà đồng tiền ra đời thì nó không dùng để cho các anh chị chơi và buôn bán kinh doanh đâu. Nó chỉ là một phương tiện để giao thương về hàng hóa, sản phẩm của người A với người B thôi. Nhưng khi mà loài người bắt đầu phát triển, xã hội bắt đầu phát triển, người ta mới dùng tiền để kinh doanh ra tiền. Vậy dùng tiền để kinh doanh ra tiền gồm những hình thức nào? Thứ nhất, tú. Thứ nhất, đã ai chơi cái này chưa? Đã chơi rồi đúng không ạ? À, như vậy là các anh chị cũng đã chơi tài chính rất lâu rồi. À, cái này, hình thức của nó hoạt động như thế nào? À, vâng, đây cũng là một hình thức tài chính. Nhưng hình thức này đã được ông cha ta đúc lõi từ ngàn đời xưa nói rằng đánh đề. À, có nghĩa là người chiến thắng thì rất là ít. Đúng không ạ? Và chủ yếu là thua thôi. Và cái người thắng ấy chẳng qua là thắng cái số tiền của mình đã mất ở đằng trước. Còn cái người thắng mà thắng thực sự thì rất là ít. Thứ hai, đó là gì? À, hỗ trợ tài chính. À, xin ban tổ chức có thể tắt giúp tôi cái hàng điện ở bên trên được không ạ? Để cho cái màn hình nó rõ một tí ạ. Có nghĩa là có rất nhiều người dùng tiền cũng đang nhàm rỗi của mình cho người khác vay. Đó. Và vay này thì có rủi ro không ạ? Có rủi ro không ạ? À, vay thì gọi là vay lãi hoặc là lãi cao. Thì rủi ro quá đi chứ. Đúng không ạ? Tiếp theo có một hình thức nữa, đó là forex. Tức là chơi tiền với những người không phải ở Việt Nam nữa mà chơi xa hơn. Đó. Và chơi với nhiều hình thức khác nhau. Chơi về vàng, chơi về cổ phiếu. Đó. Còn một hình thức chơi nữa đó là gì? Đó là trò nhập. Các anh chị biết hình thức chơi này không ạ? Biết không? Cái hình thức này nó có tạo giá trị cho xã hội không? Không tạo giá trị cho xã hội. Và người bị thua sẽ gấp rất nhiều lần so với người thắng. Đó. Và ai thắng thì thắng rất lớn, nhưng ai thua thì thua rất đau. Và cái này nó đánh vào cái mà tất cả chúng ta đang gặp một vấn đề cốt lõi, đó là lòng tham.